Chào các bạn nhé. Chúng ta hôm nay đến với hội chợ tình Háng Pò hàng năm. Hôm nay thì mình do công việc bận nên là đến được buổi chiều đi cùng con gái đi chơi hội. Chúng ta cùng quan sát những quang cảnh của lễ hội. Phía bên này là các ông các bà đang hát xì. Vừa món nước của hát xì, chúng ta cùng quan sát. Đây là khu vực bán các cái sản phẩm truyền thống nhá. Vải chàm này. Trang sức truyền thống. Tên tóc đỏ da. Các loại thuốc cổ truyền. Xuống đây chuyên bằng. Quay đi mua một đùi về đây. Thấy chưa? Chờ đây. Đang mà tìm bà ngoại con này lên đây chơi không thấy đâu. Yeah.
Đây là khu vực trưng bày các cái sản phẩm nông nghiệp của các thôn trên địa bàn xã Thiện Thuật. Chúng ta cùng quan sát. Yeah, I only
bố sáu áo vàng ơi, bay hẹn đây. Chân hàng nơi mà nó vui, căn nơi mà nó cười. Phải thân ngươi ngồi ca nơi, nơi là mặt tình nơi. Ai văn ai. Vâng, thưa các bạn, sau một thời gian chúng ta gọi là tour du lịch Háng Pò, chợ tình Háng Pò, thì chúng ta có thể thuận theo đường 279 về hướng về thị trấn Bình Gia. Chúng ta sẽ rẽ vào khu du lịch sinh thái thác Đông Mò để nghỉ chân. Sau một ngày hội chợ tình có thể nói là nóng nực và mỏi chân, thì xuống khu vực thác Đông Mò chúng ta sẽ được hưởng thụ cái cảm giác mát mẻ trong lành của không khí của thiên nhiên, và được ngâm chân dưới dòng thác rất là mát lạnh. Mình vừa qua cổng phía trên này, sau đây chúng ta sẽ đi lên khu vực thác Đông Mò. Đấy, chúng ta đi lên đây và sẽ ra đến đầu thác. Nếu các bạn đi chơi trong những ngày hè, và đặc biệt là đi chợ tình Háng Pò trở về, thì các bạn không nên bỏ qua cái tour lên thác Đông Mò. Cạnh đường rất nhiều hoa ngũ sắc các bạn ạ. Hoa ngũ sắc rất là đẹp.